Phi Thanh Vân, đàn ông theo đuổi tôi chẳng khác nào cuộc đua khốc liệt của xổ số Vietlott. Tôi không bao giờ hạ giá, mỗi tháng số người đàn ông theo đuổi tăng cao, nên cuộc đua ngày càng khốc liệt. Tôi ví cuộc chơi này như xổ số Vietlott, Phi Thanh Vân tự tin cho biết. Khép lại drama tình ái, Phi Thanh Vân là lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tái xuất tại các sự kiện, nữ diễn viên cô gái xấu xí cũng mở lời chia sẻ về đời tư. Bên cạnh chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ, giọng ca da nâu cũng bàn luận về chuyện tình cảm lứa đôi. Về vấn đề tình cảm, đàn ông yêu đơn phương tôi nhiều lắm. Những người đàn ông thích tôi từng lớp nào cũng có, song để tôi chọn họ thì hơi bị khó. Tôi không bao giờ hạ giá, giá của tôi ngày càng một tăng, mỗi tháng số người đàn ông theo đuổi cũng tăng theo, nên cuộc đua ngày càng khốc liệt. Tôi ví cuộc chơi này như xổ số Vietlott. Nếu không có người thắng, giải thưởng sẽ tăng lên con số cực khủng, Phi Thanh Vân hào hứng. Nói về tiêu chí lựa chọn một nửa ở tuổi 36, nữ diễn viên cô dâu đại chiến bảo, với tôi, những người đàn ông muốn yêu và chinh phục phải hơn tôi rất nhiều về mọi mặt, từ địa vị đến kinh tế. Chứ không thì cực kỳ khó, để có thể tôi mềm lòng và mở cửa trái tim. Đối với tôi, các công cụ sống như tiền, hộp xoàng, xe hơi, biệt thự tôi không thiếu. Trái tim tôi chỉ mở cửa cho một người, tôi chỉ có thể đúng gục bởi tình yêu của một người đàn ông đẳng cấp thật sự. Gia đình có một tình yêu thật sự phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu đúng nghĩa, chứ không thể nào một gia đình, ông ăn chả, bà ăn nem, suốt ngày gây lộn đánh nhau, sống trong chăn mới biết chăn có rựng. Theo tôi, gia đình muốn hạnh phúc, thì cả vợ và chồng đều phải có tri thức, mỗi bên phải biết chia sẻ và hiểu về công việc của nhau. Đến thời điểm hiện tại, tình yêu đối với tôi đã không còn là gì quá cao siêu hay khó tìm. Vì vậy, tôi phải biết chắt lọc và chọn lựa đúng đắn để không phải hối hận về sau. Sau cuộc hôn nhân ồn ào với chồng cũ Bảo Duy, Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới vào tháng 10, 2017. Theo đó, người đã đánh cắp trái tim mỹ nhân giao kéo là doanh nhân Triệu Văn Dương. Những tưởng hạnh phúc sẽ vẹn tròn khi chàng chăm sóc nâng niu và nàng tuyên bố anh ấy sẽ là bến đỗ mang lại cho tôi sự an toàn nhất. Trong những ngày thông tin, cả hai đã đường ai nấy bước sau 3 tháng hẹn hò, được chính Phi Thanh Vân tuyên bố trong bữa tiệc cuối năm khiến nhiều người bất ngờ. Nguyên nhân sự chia ly này được cho là bởi sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống không phù hợp. Hiện tại Phi Thanh Vân đang có cuộc sống an vui bên con trai và tập trung cho sự nghiệp. Tôi đang yêu. Yêu ở đây không phải là tình yêu đôi lứa. Có nhiều phụ nữ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu nam nữ một cách ngây dại, bất chấp mọi thứ. Cá nhân tôi chắc có thể không làm được như vậy. Tình yêu đối với tôi cực kỳ vĩ mô, đó là tình yêu công việc, yêu con cái, yêu những mối quan hệ xung quanh, họ Phi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cởi bỏ hình ảnh trong sáng, Miu khiến dân tình điên đảo khi diện bikini hai mảnh khoe vòng một quyến rũ. Miu khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng tại côn đảo, khoe trọn thân hình chuẩn nuột nà khó cưỡng của mình. Hot girl Miu nổi tiếng là người có gu thời trang trong sáng và trẻ trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân dài sinh năm 1989 khiến fan bất ngờ trước sự thay đổi về phong cách ăn mặc của mình. Cô thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh mỏng tang, khoe thân hình thon gọn quyến rũ. Mới đây, Miu lại lần nữa khiến công chúng bất ngờ với màn lột xác một cách ngoạn mục khi diện bikini, khoe thân hình bốc lửa hút mắt. Được biết, những hình ảnh nóng bỏng này được Miu ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng tại côn đảo. Nhìn vào thần sắc rạng rỡ và vui vẻ của chân dài này, nhiều cư dân mạng đoán rằng có lẽ sự nghiệp thuận lợi đã giúp cô ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn. Cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể với hình ảnh này. Ở tuổi 29, nhan sắc nàng hot girl ngày càng chín mùi. Nữ diễn viên hút hồn người đối diện với hình ảnh khoe ngực đầy bốc lửa. Nhìn vào hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cho rằng trải qua hàng loạt biến cố tình cảm, có lẽ hiện tại Miu đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Việt Hương bật khóc trước câu chuyện hiến tạng của thiên thần Hải An. Con đang ốm đau, nhưng bản thân tôi lại là người gục ngã trước con. Vì vậy, Hải An luôn là người động viên ngược lại mẹ sau khi biết rõ được căn bệnh mình đang mắc phải. Chị Thùy Dương, mẹ của Hải An chia sẻ, con tôi là Nguyễn Hải An mới 7 tuổi 3 tháng, đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn. Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng. Cuộc điện thoại này được gọi tới Trung tâm Điều phối Tạng Hà Nội từ một người mẹ trẻ. Đó chính là khởi nguồn cho một câu chuyện xúc động, đã lấy nước mắt và truyền cảm hứng cho toàn cộng đồng suốt thời gian qua.
tại tập 3 chương trình Là Mẹ Phải Thế lên sóng tối ngày 24 tháng 4 với chủ đề Những Người Mẹ Tuyệt Vời, chị Thùy Dương, mẹ bé Hải An đã được mời đến để chia sẻ về con gái đã mất của mình. Tính đến thời điểm này, bé Hải An đã từ giã cuộc đời để bước lên thiên đường được hơn 2 tháng. Vì vậy, chị Thùy Dương mới đủ can đảm chia sẻ lên sóng truyền hình. Câu chuyện của chị khiến Việt Hương không cầm được nước mắt. Tôi phát hiện mầm bệnh của An khi con chỉ mới 3 tuổi. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những triệu chứng nhẹ và động viên An sẽ chữa trị khỏi. Thế nhưng theo thời gian, các dấu hiệu của căn bệnh mà cả thế giới đều không thể chữa trị được ngày càng hiện rõ lên cơ thể của con. Cứ mỗi lần bước chân vào chăm cú, Hải An đều run rẩy, nhưng con chỉ biết hỏi tôi rằng, mẹ ơi con sẽ ổn phải không mẹ, chứ chưa một lần khóc than. Con đang ốm đau, nhưng bản thân tôi lại là người gục ngã trước con, vì vậy Hải An luôn là người động viên ngược lại mẹ sau khi biết rõ được căn bệnh mình đang mắc phải. Khi ấy tưởng chừng như bản thân không thể đương đầu với cơn bão đang ập đến gia đình và đè nặng lên đứa con gái bé nhỏ. Tôi đã dùng thuốc ngủ quá liều, sau đó tôi bị ngộ độc và phải đi cấp cứu. Ai ngờ trong những phút như thế, Hải An lại trở thành y tá nhí. Luôn chăm sóc và động viên mẹ, Hải An theo chân mẹ từ lúc 2 tuổi rưỡi, khi tôi đang học chuyên sâu về ngành y, bởi vậy nên con hiểu rõ các thông tin về hiến tạng cho y học. Hải An cũng muốn làm điều gì đó dành riêng cho mẹ, con sợ khi mình qua đời, mẹ sẽ không thể nào sống được khi không có sự tồn tại của con. Tôi luôn nhắn nhủ với Hải An rằng, khi con người ta mất đi sẽ trở về với cát bụi hay làm những điều tốt đẹp cho mọi người dù mình không còn tồn tại nữa, và mẹ sẽ cống hiến bản thân cho y học sau khi qua đời. Nhờ đó con đã nảy sinh ý nghĩ muốn hiến tạng. Tuy cô bé mắc cười Hải An đã không còn, nhưng đôi giác mạc cô bé hiến tặng đã giúp hai người lấy lại được ánh sáng. Điều này đã tạo nên sự lan tỏa lớn. Chỉ sau 10 ngày Hải An qua đời, đã có hơn 10.000 người đăng ký tham gia hiến tạng. Cảm động trước câu chuyện của thiên sứ nhỏ 7 tuổi, nghệ sĩ Việt Hương đã không cầm được nước mắt. Cô đã kêu gọi các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại trường quay cùng gấp hạt giấy để gửi đến Hải An nơi thiên đường. Nhan Phúc Vinh trần tình về ảnh đi ăn khuya với nhà Phương lúc 2 giờ sáng. Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh đã chính thức lên tiếng trước những lời đồn đại bàn tán xôn xao về mối quan hệ của anh và nhà Phương. Thời gian qua, cùng với scandal tình ái của nam em và Trường Giang, Nhan Phúc Vinh cũng bất ngờ được lôi vào câu chuyện này khi anh vướng nghi vấn có tình ý với nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương. Tin đồn này đã rộ lên cách đây không lâu và những hành động thân mật trong lễ trao giải cánh diều vàng vừa qua, như cởi áo khoác cho Nhã Phương hay cùng đi ăn lúc 2 giờ đêm, khiến nghi vấn này càng được củng cố. Đáng nói khi mọi việc còn chưa ngã ngũ, nhưng cặp đôi này lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Đa phần cho rằng Nhan Phúc Vinh xứng đáng với nữ diễn viên sinh năm 1990 hơn là một anh chàng quen thối trăng hoa như Trường Giang. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Nhan Phúc Vinh đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Nhã Phương, cũng như những nghi ngờ về chuyện tình cảm của cả hai. Theo đó, Nhan Phúc Vinh cho biết anh và Nhã Phương bị nghi có quan hệ yêu đương khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Hình ảnh hậu trường được chụp lại khá nhiều và chia sẻ trên trang cá nhân khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Khi vô tình bị vướng vào scandal tình ái với Nhã Phương, tôi cảm thấy rất bình thường. Trước đây đúng là tôi có trốn tránh truyền thông, báo chí bởi vì tôi ghét ồn ào. Nhưng khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng tôi có ghét thì bạn cũng cần phải đối diện với nó một cách bình thản nhất. Sống trong thế giới giải trí, việc trốn tránh không phải là sự lựa chọn tốt. Nên khi chuyện này xảy ra tôi không trốn tránh mà đối mặt trực tiếp, nam diễn viên điển trai bày tỏ. Nói về quan hệ của mình với mỹ nhân, Nhan Phúc Vinh khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn. Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của Nhan Phúc Vinh. Họ biết nhau hơn 10 năm, từ lúc còn học ở trường sân khấu điện ảnh và sau đó còn hợp tác trong khá nhiều bộ phim. Nam diễn viên Đạo Của Dân Ngụ Cư cho rằng giữa anh và Nhã Phương là mối quan hệ đặc biệt vì quen biết nhau ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng không ai biết được sau này mình sẽ là ai và đi tới đâu cả. Trước câu hỏi vì sao đã quen biết nhau 10 năm cũng như ấn tượng tốt đẹp về đối phương nhưng cả hai không tiến xa hơn tình bạn, Nhan Phúc Vinh nhấn mạnh chuyện tình cảm là thứ chúng ta không thể biết trước được, giống như việc tại sao rất nhiều người chỉ là bạn mấy chục năm cũng không thể nào trở thành một đôi được. Tôi nghĩ rằng nếu như có một tình bạn để dễ dàng chia sẻ, không bị vướng bận bởi một thứ gì và cảm thấy an toàn thì tình bạn ấy còn khó kiếm hơn tình yêu. Cũng giống như tôi và Phương, chúng tôi đã làm bạn từ xưa đến nay và mối quan hệ của chúng tôi cũng khá đặc biệt, nên khi nhìn vào người ta lại có những nhận xét khác,
Thế nhưng điều ấy không quan trọng bởi vì đó là suy nghĩ của những người bên ngoài. Ngoài ra anh chàng cũng thẳng thắn nói về hành động cởi áo khoác cho Nhã Phương tại lễ trao giải cánh diều vàng. Tôi là một người đàn ông, tôi không thể nào cư xử khác được khi ngồi cạnh một người phụ nữ. Và việc cởi áo khoác ra nhường cho người bạn gái đang run lên vì lạnh, đó không phải là một hành động lố như mọi người nói. Nếu là một người đàn ông lịch sự, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ một người con gái, cho dù người ấy có phải là người yêu của mình hay không, mà rõ ràng Nhã Phương lại là bạn của tôi, Nhan Phúc Vinh nói. Nam diễn viên cũng nói thêm, sau khi sự việc xảy ra, anh biết chắc cả hai sẽ bị bám theo. Nhưng không có lý do gì khiến anh phải trốn tránh mọi chuyện hết sức bình thường. Bên cạnh đó, tình tin đồn của Nhã Phương cũng khẳng định anh và nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò mà mọi người vẫn không hề tin thì anh cũng chịu thôi.